Nha, chào các bạn, chào mừng các bạn đến vlog của mình. Thì hôm nay là mình review một số xe của anh em trong nhóm mình nè. Xe đây là xe của anh Thành, BM 1200, quá hớp mà. Xe này có cho chạy cũng dám leo lên chạy đâu. Thì cái quán này mình hay ốp là bữa hổm mình cũng có nói rồi á, đó là 11 Tô Vĩnh Diện, quán cà phê Chiếc Lava của anh Phương. Quán này là anh em cứ ra đây giao lưu chơi xe đồ là thoải mái lắm, view đẹp, cà phê rẻ, xe thì muôn hình dạng trạng luôn, thấy không? Quá trời xe, đây là buổi sáng ở nhà chứ không phải là bữa tối nha. Rồi mục đích chính hôm nay của mình đó là mình sẽ review con BM của khu Thành chơi trong nhóm của mình. Đây, đập thùng 28. Bản này là bản ổ xe đăng nha, chứ không phải là bản Amodi khá nha. À giờ nó đông xe quá không biết về sao vô đây nữa. Rồi để mình đi đường này vô. Đây, quay cận cảnh cho các bạn coi công nghệ của một chiếc BM nha. Đây, dàn BM theo mình đánh giá cao nhất cái độ mất tiền của nó là các bạn nên coi hai cái tay lái của nó này, thấy chưa? Nhìn coi rối tung rối mù chưa? Nhìn mà đôi khi không biết để nó để bấm gì luôn á. Thực sự thì nói chung là đây là những công nghệ tuyệt vời nhất ở hiện tại. Đây, đó là những công nghệ chuyển đổi nè, ABS, tắt mở ABS nè, rồi tắt mở hết mấy công nghệ nè, rồi chỉnh mod là nằm phía bên tay bên đây đó. BM nó mắc mà sử dụng nó sở hữu một số công nghệ coi là khá là hiện đại. Đây là cây Ocean GP1. Còn nói chung là cặp vỏ của cá mập thì nó cũng tùy loại phiên bản nha. Ví dụ như cái loại này á, thì nó không có xài Super Cosa, nhưng mà cũng sẽ có loại nó xài Super Cosa. Đó, chỉ có hai loại thôi. Đây, thằng em nó mới đưa cho chìa khóa để có gì phá thử, mà chắc mình không phá đâu. Thì nói chung là tiếng bô các bạn có thể lên mạng nghe thoải mái, không có gì hết. Quan trọng là mình muốn review gọi là xét nách kẹp nách luôn, nhưng mà là sát nách nữa cho về một con BM. Thì nói chung là kiến chắn gió BM đây là kiến viên, nhưng mà nó có bán sẵn nhiều cái phiên bản đồ chơi lắm cho mình, anh em mình về gắn thoải mái. Thì giá nói chung là kiến đồ chơi là khoảng tầm mình nhớ rồi, khoảng cỡ 200 đô á. Tùy thời điểm, tùy giá ship của mỗi cái người ship về cho mình. Này thì ô đô xe này thì hơi thấp à, em mà nó chạy chưa mở giới hạn nữa mà mới có 700 cây à. Nên tại vì BM nó có cái gọi là cái rô đai bắt buộc á, nên các bạn phải chạy qua cái rô đai đó. Một là mình nghe nói là hình như là nó có tự mở, mà không biết, chưa gặp trường hợp anh em là tự mở. Từ thường là anh em đi mở không à, phí mở thì nó khoảng chừng 300 đến 500 á, tùy chỗ mở. Để ý, nếu các bạn để ý từng con ốc nhỏ của BM, nó sẽ có những cái chữ BM đúp hết, hay chưa? Ốc cỡ nào cũng sẽ có hết dấu hiệu BM đúp đó. Đó, quá đẹp. Thì nói chung là các bạn mà ra quán Chiếc Lava này thì các bạn giao lưu xe với nó là cực kỳ đã luôn, quá trời xe, từ xe cổ điển đó, thấy không, anh em chạy xe cổ điển cho đến xe hiện đại, xe gì cũng có hết, quá trời. Đây FZ nhiều lắm nha, tại FZ là cái nhóm chính của mình chơi, nhóm FZ Minion. Đây là logo nhóm mình, nó xèn chó người nó dơ như con mồi đó. Anh em đây chơi bá đạo lắm, vui mà lầy nữa, đủ mọi loại xe trong đây hết. Đây thằng em này cũng trong nhóm FZ Minion của mình, nó chuyên việc liếm xe cho các bạn, xe nó liếm là bao sạch á. À đây là con xe của mình, su chùm cuối. Hôm nay trễ trâu xíu là đi ra đây đổi nón xe đạp. Rồi thôi, cũng phục vụ cho các bạn là nẹt bô cái BM cái cho các bạn nghe nha. Nó để mất công, nó liêm chém gió nữa, rồi mượn xe rồi quay không nữa. Không mà đúng là sẽ mượn thiệt mà. Đây, mình sẽ quay cái đồng hồ top lô của BM khi nó mở lên nha. Đó.
thấy đã không? Nó như trò chơi ăn nấm vậy, quá trời luôn. Đây. Các bạn có để ý không, những cái xe mà ở trên cái đầu của cái phuộc á, mà nó có cái sợi dây điện ra này nè, nó là tùy chỉnh phuộc dựa trên cảm biến. Riêng cái dòng BMW này á, nó hay cái chỗ là nó có thể tùy chỉnh theo cái trọng lượng cơ thể của người lái. Ví dụ như các bạn chạy một người á, thì nó tùy chỉnh khác. Các bạn leo hai người á, nó thay đổi trọng lượng, nó sẽ tùy chỉnh khác. Nói chung là mở chìa khóa lên nó sẽ tùy chỉnh theo cái trọng lượng của mình. Hay lắm, BMW nó có nhiều công nghệ hay lắm. Chẳng hạn như bấm ga, khi mà mình chạy đường xa mà mình mỏi á, mà đường đẹp á, thì mình có thể giữ cái ga ở tốc độ đó, rồi mình thả ra lái, mình quen ngửi xíu cũng được. Mà nói chung này không khuyến khích nha. Cán ô gạt má nhìn ra. Và điều tuyệt vời nhất của BMW là nó tích hợp công nghệ từ rất sớm, như là quýt ship, chất sành. Mà cái công nghệ đó theo mình là chất sành là công nghệ đã nhất. Các bạn biết mà, chất sành mà nó giúp, nó cứu mình những cái bạn thua trong đấy lắm. Chẳng hạn như khi các bạn mà chạy mà bị mất lái á, thì cái hệ thống đó nó sẽ tự lấy lại số vòng quay của bánh trước và bánh sau. Nó sẽ làm cho hai cái vòng quay của hai bánh bằng nhau, rồi nó mới tiếp tục cho mình vận hành lại bình thường. Đây là anh chủ quán. Đó. Còn hai gia bữa hổm mình review rồi, chắc nay mình không review ra đâu. Với lại xe mình cũng có gì đâu review. Đây. Thì anh em ví dụ như muốn giao lưu về kinh nghiệm chơi xe hay chạy xe gì, tất tần tật tuốt từ tuột về xe, cứ anh em cứ ra đây. Ở đây nhiều anh em cũng chạy cũng thuộc dạng trong giới showbiz lắm, ai lộn xe biết lắm đó nha. Không ai nói mình đâu nha, nói nhiều anh em kia rồi nha. Đó. Ở đây là dịch vụ là anh Phương là có thay nhớt, rửa xe, có tất tần tật tuốt từ tuột. Đó, bảng giá. Rửa xe đây là bao sạch nha anh em. Rồi mình vô mình quay một số anh em mình. Nói chung là quán đi vô nè. Đó mấy anh chị em thấy không, quá trời xe luôn. CBR 600. Đây là con cá mập của anh Phương. Đây, đây là mấy anh em chơi của mình. Đây là chị gái duy nhất của nhóm mình, khá đẹp gái nhưng không có tóc, không có lông. Ủa sao lại quay con kia? Con nào? Quay hết rồi. Ra ngoài đâu bú rồi, bú xong hết rồi. Bú xong hết rồi. Mượn xe chống chân người tới không? View này còn trên lầu liền nhiều lắm nha anh em. Nói chung là quán này cũng nói chung là tương đối rộng ở thành phố rồi. View đậu xe không? Rất là đẹp. Đó, không gian quán. Ở đây anh Phương có bán đồ bảo hộ luôn nè. Hơi tắt đèn ở tối, tại vì anh chưa hoàn thiện nên anh chưa mở. Vài bữa chắc khai trương lại, anh em có gì ra đây tha hồ mà lựa. Toàn tặng. Đấy, 11 tô bánh viện nha anh em. Có gì rảnh thì cứ ra đây cà phê. Đừng có tin nó hả? Rồi, tao vlog nè, mình chỉ quay về thôi nha anh em nha. Tự ôn tập. Vậy là nếu chơi các chị em